mừng chào mừng top 8 của chương trình Bước Chạy Ngàn Cân. Đầu tiên là Ánh Nguyệt, Ngọc Sơn, Huyền Thanh và Nguyễn Thắng, Minh Thảo, Anh Hoa, Thủy Tiên, Anh Tiên. Và bây giờ là sự xuất hiện của giám khảo Trốn Huy Trần. Quý vị đến với chương trình Dance Your Pedal Bước Nhảy Ngàn Cân. Và sau đây xin được giới thiệu ba vị giám khảo của Bước Nhảy Ngàn Cân. Xin giới thiệu biên đạo múa Trốn Huy Trần, ca sĩ Tam Vĩnh Hồng, trên hài Hoài Linh. Ở cuộc đời nó có nhiều cái nó trái ngược nha. Ví dụ như lúc còn trẻ thì mình muốn mau già đi, chững chạc lên. Còn khi già đi thì lại muốn mình trẻ ra. Ví dụ như anh năm nay mới 19 tuổi chứ mấy. Mà khi mà còn trẻ thì Trường Giang muốn già lắm. Để mình chững chạc lên á. Bây giờ em thấy em chững chạc rồi á hả? Dạ em chững anh. Không, anh vẫn thấy em mất nết như xưa. Cái đó là một lời khen. Dạ, dạ. Đó là một lời khen tặng của người anh trai dành cho em trong gia đình. Cái đó đâu phải khen, tôi ngồi đây mà, tôi có trốn đi đâu đâu mà.